quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Quang cảm ông bà, trong thời gian qua bà gửi tiền rất là nhiều cho ba ông cháu. Quang mang ơn bà. Quang thì học đến lớp 2 gửi mướn lường cảm ơn ngắn người tới cho bà. Quang yêu bà nhiều. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của bà An Phạm là tiếp tục đi mua cho em Sử với lại ông, với lại em Hải là thêm mấy con gà nữa. Để thứ nhất thì vừa là gọi là để làm kinh tế cho ba ông cháu này, và thứ hai thì nếu mà ba ông cháu mà thích ăn gà thì có thể là ăn gà ở cái khoản này ấy. Đây là bà An Phạm có nhờ cháu Lực và cháu Lực sẽ làm theo ý của bà An Phạm. Chị ở đây còn gà không? Có. Có à? Vâng. Gà hôm nay chị bán một cân bao tiền? 80.000 ạ. Một cân 80 à? Vâng. Thế thì chị lấy cho em độ tầm là 5 con đi, lấy 5 con xử nhá. Con à? Vâng. Chị cứ cân 5 con lên cho em, xong là xem là bao nhiêu cân ấy. Quán là chị này từ hôm nọ cháu Lực cũng đưa em Sử ra là mua 2 lần rồi. Và lần đây là lần thứ 3. Thì lần nào mà xuống thì bà An Phạm cũng đều gửi tiền cho cháu Lực để mà cháu Lực mua những con gà cho các em. Gà ở đây thì khá là khỏe cô bác ạ. Chị cho em 2 con ở một túi đây chị nhá. Vâng. Cho nó thoáng một chút. Trước hồi nhỏ cháu Lực còn đi học với cô bác thì là cháu Lực cũng có học ở cái điểm trường này cô bác này. Và bây giờ thì lớn lên rồi cũng gọi là đi chia sẻ những công việc thiện nguyện này thì cũng lại quay trở lại cái quê hương của mình để làm giúp đỡ bà con ở trên vùng cao này cô bác. Gà ông nọ Sử mang về là đẻ đúng không? Gà ông nọ Sử mang về là đẻ đúng không? Vâng. Cái gà ông nọ mua vào thì đã đẻ rồi cô bác ạ. Lấy 6 con đi. Dạ. Lấy 6 con đi cho nó đủ một bao 2 con. 6 con à? Ừ. Sử nuôi được 6 con không Sử? 5 con á? Nhưng mà lần trước mình cũng mua là... Nhưng mà chị cân xem đã, xem là bao nhiêu đó. Em mua độ đâu đó tầm 1 triệu thôi. Cái này thì vừa mua để làm kinh tế cho ba ông cháu nữa cô bác nhé. Bao nhiêu chị? 6 cân 7. 6 cân 7 à? 4 cân 3. Sáu cân bảy à, cộng với lại 4 cân 3 à, là bằng 11 cân. 11 cân thì nhân cho là bao nhiêu chị? Vâng, vâng, là 11 nhân cho 75 bằng 825. 825. Hãy Sử hộ anh lấy túi đằng sau ra đi, lấy tiền đi. Ở đây thì chị bán những cái đồ này thì cho học sinh thôi à? Thế thôi. Không, ngăn ngoài này em, ngăn ngoài đấy, ngăn ngoài. Ngoài nhất. Ở đây thì phải lấy đốt để cho nó tí có không khí vào đến nhà thì nó mới sống được cô bác ạ.
835 nhờ. Bớt cho em 30.000, 35.000 được không? À 825 là bớt cho em 25.000 ở cuối đây nhờ. Thì nhờ. Em cũng thường xuyên xuống nhà chị lấy đấy. Nhá. Rồi bớt cho em 25.000 được rồi. Lần trước chị còn bớt cho em 50.000 mà. Lần trước em mua, lần trước là mua 15 cân, thì lần này mua 12 cân. Thì lần sau lại tiếp tục là đi xuống nhà chị để mua tiếp. Anh bạn này thì vừa đi học về à? Hả? À, đây là mua cái gì đấy? Năm nay học lớp mấy đấy? Năm nay học lớp 500. Lớp 500? Ôi à. Sắp thành tốc độ không rồi nhở? Anh sắp đến 2025 học lớp 500. Chia cho em. Sử xem mà ở nhà thì có đánh răng này kia thì còn không? Ở nhà thì kem đánh răng này kia còn không? Nếu mà hết thì mua luôn. Đi em đi mua luôn đi. Vẫn còn à? Chị là bớt cho là 25.000 đúng không? Vâng. Thế thì em cảm ơn nhé. Đấy bây giờ chị xử treo gà hết lên xe đi. À, bây giờ thì chắc là anh em cũng đi về luôn rồi cô bác. Vừa rồi thì cũng đi ăn phở luôn rồi. À, trời hôm nay thì có vẻ là rất là u này cô bác này. Mà hôm nay thì mưa khá là nhiều cô bác, thành ra là đường đi vào nhà em Sử đi rất là khó. Một tí nữa thì cháu được sẽ ghi hình lại những cái chỗ mà nó đã bị, ở trên kia thì có bị một chỗ nó bị sạt lở ấy cô bác. Bây giờ phải đợi mấy xúc để san ra thì mới vào được. Treo được không? Được. Không thì lấy cây buộc ở đây này, anh có dây co mà. Cô bác anh có dây co mà. Được đúng không? Được. Đây, bây giờ thì em Sử đi xe cũng rất là cứng cáp rồi cô bác. Chỉ đợi một thời gian nữa em ấy đủ tuổi thì cháu Lực sẽ đưa em ấy đi làm cái bằng nữa. Để có những cái công việc gì em ấy còn đi xuống huyện mới không có bị công an bị bắt. Chứ bây giờ mua xe mà không có, không làm bằng cho em ấy thì cũng kỳ cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì đi đi. Đấy, đi trước anh đi. Thế em cảm ơn nhá. Rồi em về đây. Cẩn thận nhá, quay đầu xe cẩn thận nhá. Rồi bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển theo em là đi về rồi các bác. Tiếp tục là đến nhà của em Sử thì cháu Lực sẽ ghi hình sau. Bây giờ thì hai anh em cũng đã đến nhà rồi cô bác. Lên thì phải là anh em vừa đẩy thì mới lên được cô bác. Đấy, bây giờ thì gà cũng đã đến nhà rồi. Mỗi người cầm một túi đi nhá. Vâng. Ôi, ở dưới này ai đang tuốt lúa à? Hả? Ở dưới này ai đang tuốt lúa à Sử?
Có ai tuốt lúa không? Không ạ. Không ạ. Anh thấy cái máy gì kêu kêu á? Này cô bác này, cô bác sợ là chỗ nhà em xử bị sạt đấy cô bác. Như ở cái chỗ này thì mưa rất là to thì nó cũng không có bị sạt đâu. Ôi đi đường đấy được à? Vâng. Ba sửa rồi xong rồi không ạ, xong rồi không ạ. Xong rồi không ạ, tôi chăm lên nhà lắm ạ. Ây da. Ví dụ. Ôi chú kia là ai làm cái gì đấy? Đầu ạ. Xem nào. Hơi xử nào chảy lô. Cái này. Đây, cái nguồn nước này thì có thể này cô bác này, sau này xây ở đây một cái bể để tận dụng lại chỗ này này. Đây thì được bà con là ngâm đậu tương. Đấy, đậu tương này. Và cái chỗ nền nhà của em xử ấy cô bác, hôm nọ thì kiểu đất nó mới mà cô bác, thì chỗ này nó bị nó bị sạt xuống một tí thôi, chứ không phải là nó bị sạt cả cái mảng đâu cô bác nhé. Sau này ở phần bên xung quanh nhà thì ở trên kia làm một cái ránh nữa, nếu mà nước mà có chảy xuống thì cho nó chảy ra hai bên nữa. Và cái chỗ này thì làm một cái ránh nước á, để cái nước mạch này chảy ra hai bên hết. Có thể nói là chỗ này là làm như kiểu một sân bóng được ở đây. Đi về thôi Sử ơi. Vâng. Còn cái đá này thì sau này sẽ để tận dụng lại xem mà làm được, ui giời, làm được cái gì không. Hay 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 hay. Ôi. Cái nguồn nước này thì bây giờ cũng ngày một ít đi rồi cô bác. Chỉ độ đâu đó tầm 1 tháng thôi thì là nó sẽ cạn rồi ấy. Ông có ở nhà ông Sử? Có ạ. Có à? Thế vừa nãy thì cháu điện lực điện cho em Sử thì em bảo là đang chăn trâu, thành ra là em ấy chăn ở dưới kia cô bác. Rồi thì điện thoại mới có sóng. Cháu lực bảo là em bảo là cho trâu vào trong chuồng đi, xong là đi xuống chợ này để cùng anh mua gà một chút. Sử đi chở gà thì cho ngồi xe của cháu lực, còn cháu lực thì lại ngồi xe của Sử. Ôi, ông đi đâu rồi? Ông chắc là đi chăn trâu ạ. Ông đi chăn trâu à? Vâng. Đấy. Đây cô bác Sử, em Sử thì ở nhà giặt áo này, mọi cái em mới làm và treo vào trong rất là gọn gàng luôn. Bây giờ thả gà đi, tí sợ là nó lâu quá đây, chặt ra đi. Đấy, như chó của em Sử này cô bác này, cháu Lực lên giết thì mái quen rồi, thành ra là cũng coi cháu Lực luôn là một người nhà luôn. Ping. Đi sợ nó cắn cái bạn cameraman này. Cho ra kia đã. Đi ra kia, đi ra kia. Thả đi. Ôi không, con gà. Con gà kia là nó biết bổ đấy. Có vẻ như là đi xe một chút cô bác, nó bị say xe. Vừa nãy bắt thì rất là khỏe nhá. Trinh. Sợ chó tí nó cắn bạn cameraman, thành ra là phải đuổi nó một chút. Ôi. Đấy lại mua cho em Sử một đàn gà nữa. Ôi, con kia nó biết bổ đấy. Xem nào nó có. Bây giờ thì lại mua thêm 5 con gà mái nữa. Hôm nọ thì cũng đã mua gà trống lên hẳn 3 con rồi. Và có một con gà trống là con gà trống này thì gà trống ta ấy các bác. Khỏe đấy nhở? Vâng. Đây là có biết là ai mua cho thêm nữa không? Có ạ. Ai? Bà An Phạm. Bà An Phạm à? Vâng. Những cái bộ quần áo này thì cũng là bà An Phạm gửi cho này. Đấy, ở nhà thì cũng biết giặt quần áo là treo đâu đó và móc rất là gọn gàng. Hôm nay thì trời như này thì không đi lấy một ông được đâu nhở? Vâng.
để hôm nào anh em mình đi hẳn lên trên rừng một chuyến để tìm tìm nhá. Vâng. Ông mà mình thu hoạch về, ông mà bán cho các bác. Vâng. Đi vào trong nhà một tí đi, vào trong nhà một tí anh sẽ nói cái là mình đã mua gà đi hết bao nhiêu. Đấy, không có sợ đâu. Đi đi vào đi. Đấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ là nói qua về cái phần mà cháu Lực mua gà là hết bao nhiêu rồi và cái khoản mà bà An Phạm gửi cho cháu Lực là bao nhiêu. Ở đây thì tổng tất cả là bà An Phạm. Trước cái video trước thì cháu Lực cũng nói một lần rồi và lần này thì cháu Lực sẽ nói thêm một chút nữa thì xem cái khoản đấy là còn là dư bao nhiêu các bác nhá. Hôm nọ thì bà An Phạm có gửi cho cháu Lực tất cả là 1.250 đô, là tính ra tiền Việt Nam là 29.900.000 và 1.000 đô là 24 triệu đồng là cho vào quỹ sửa nhà nhá. Đấy, và còn 250 đô còn lại thì là bà cho cháu Lực 50 đô để làm kinh phí đổ xăng đi lại là tương đương là 1.150.000, còn 200 đô thì tương đương là 4.750.000. Và bác có dặn cho cháu Lực cái khoản 200 đô này thì sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần thì sẽ để lại cho em xử, để cho em xử. Còn một phần thì sẽ để cho cháu Lực cầm. Và mỗi lực cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu thì cháu Lực sẽ mua thức ăn lên tiện đường ấy cô bác. Và cái khoản với cái phần, một phần thì là sẽ cho em xử là chia ra là 4 lần là cái khoản 4.750.000 này thì chia ra làm 2 phần thì mỗi phần sẽ là 2.375.000. Thì khoản mà để cho em xử thì hôm nọ anh đã đưa em là 500.000 này đúng không? Vâng. Rồi anh em mình đi chợ phiên là em Hải với em Sử là đi chơi này, xong là ăn bánh, xong là mua đồ về nữa là mất 600.000. Và đưa cho Hải là 300.000. Và bây giờ thì anh sẽ đưa cho em là thêm 500.000 nữa nhá. Vâng. Cái tiền hôm nọ anh đưa chỉ còn không? Còn một tí nữa. Còn một tí à? Vâng. Đấy, cái này thì anh sẽ để là đưa cho em để em đi mua thức ăn nhá. Vâng. Cái hôm nào mà anh nếu mà anh lên được thì anh sẽ điện cho em thì em không phải mua nữa nhá. Vâng. Còn hôm nào mà anh không lên được thì em tự đi mua nhá. Vâng. Đấy. Đấy, và cái khoản mà để đưa cho em ấy, chia ra làm 4 lần đưa cho em đấy. Vâng. Thì là 2.375.000. Vâng. Đấy, anh đã đưa cho em là lần đầu là đưa cho 500 đúng không? Vâng. Và lần này là anh đưa cho em 500 đúng không? Vâng. Và hôm nọ thì anh có đưa Hải là 300 đúng không? Vâng. Và anh em mình đi ăn đi đưa hôm anh em mình đi chợ là hết 600.000 đúng không? Vâng. Là cái số tiền mà 2.375.000 này thì bây giờ còn dư là 475.000 nữa nhá. Vâng. Thì lúc nào hết cái số tiền này thì anh sẽ lại đưa cái phần này cho em nhá. Vâng. Đói. Và đến cái phần tiếp theo là 2.375.000 này thì là bà để cho cháu Lực cầm và có bảo với cháu Lực là đi mua thêm gà để cho ba ông cháu. Vừa rồi thì hai anh em là có đi mua hết là 800 là 25.000, nhưng mà cái chị kia mua nhiều ấy thành ra là bớt cho 25.000 thì là chị lấy 800.000. Đấy. Và hôm nọ thì cháu Lực mua thức ăn lên là 2 kg thịt là 260.000. Đấy, thì hôm nọ ngày chợ ấy thì là tiện thể là cháu Lực mua lên cho các em luôn. Và cái khoản mà 2.375.000 cháu Lực cầm thì đã chi đi mất là 1.060.000 rồi. Và bây giờ thì còn dư là 1.315.000 nhá. Vâng. Đấy, cái khoản này thì anh lên anh sẽ mua thức ăn lên cho em này nhá. Vâng. Đấy. Và cái phần cái khoản mà chia ra làm 4 lần đưa cho em đấy thì là em sẽ để đi đổ xăng đi lại này nhá. Vâng. Đấy, đổ xăng đi lại này, xong là và mua thêm thức ăn nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì hết chỗ này thì anh mới lại đưa thêm nhá. Vâng. Đấy. Và cũng phải nói là hầu như là tháng nào bà An Phạm cũng đều gửi cho là 250 đô đấy. Vâng. 250 đô này
thì là cho anh là 50 đô rồi. Còn 200 đô còn lại thì là để chia ra thành từng phần để đưa cho em. Đấy. Hình như anh nhận được của bà An Phạm là nhận được mấy tháng rồi đấy. Tháng nào cũng đều là đưa tiền cho em với lại ba ông cháu cả. Ông thì bây giờ đang đi ra ngoài là chăn trâu rồi cô bác ạ. Cháu Lực cũng thay mặt là ba ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm, mà chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và đã luôn luôn gửi những tấm lòng vàng cho ba ông cháu để cho ba ông cháu được cải thiện những cái bữa ăn hơn. Phải nói là từ trước tới giờ thì cháu Lực lên chia sẻ của hoàn cảnh của ba ông cháu ấy cô bác thì cũng ngót nghét là được gần 4 tháng rồi. Và đến tháng thứ tư này thì sẽ tiến hành là chuẩn bị là làm nhà cho ba ông cháu. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Bà An Phạm thì có thể nói là coi em như là một người con luôn, một người cháu luôn. Quần áo thì cũng gửi cho em rất là nhiều. Tiền thì cũng gửi cho em rất là nhiều. Chứ không phải là ít đâu cái số tiền đấy đấy nhá. Quang cảm ông bà, trong thời gian qua bà gửi tiền rất là nhiều cho ba ông cháu. Quang mang ơn bà. Quang thì họ đến là hai gửi mướn lần cảm ơn ngắn người tới cho bà. Quang yêu bà nhiều. Ôi, ở bên ngoài thì trong chuẩn bị mưa rồi, xử cất áo đi. Đây, ở bên ngoài này mưa rồi, xử cất áo đi, xử ơi, cất cả áo của ông nữa này. Mưa rào rồi cô bác. Cái đàn gà này thì rất là khỏe cho cô bác nhá. Này có nhảy nhấc cả cái này đi không? Cái này chưa khô đâu. Chưa khô à? Cái chưa khô thì cứ để phơi đấy à? Cái chỗ này có chỗ nào để phơi không? Đây này. Dọn chỗ này này xử ơi. Xong rồi mang quần áo ra đây phơi này. Nó giờ là mới thiên mèo đây xử. Ui ạ. Nó mới thiên mèo luôn. Ây dạ. Bên kia nó nặng hơn rồi. Thời tiết này thì vừa mưa vừa nắng luôn này cô bác này. Hay xuất hiện là cầu vồng là nhiều quá. Cẩn thận nhá, lại rơi xuống lại đi dần dạt đấy. Trong thời gian qua thì phải nói là được các bác chỉ dạy em xử rất là nhiều và gửi những cái lời để cho cháu Lực truyền đạt tới em xử. Thì bây giờ mọi cái hầu như là em xử cũng thay đổi khá là nhiều. Ông ấy chăn trâu từ đâu ấy? Dưới này á? Thế vừa nãy anh gọi là em chăn trâu ở dưới kia à? Vâng. Nào đi ra kia. Chó xử thì nhà chó đang xử thì vừa mới để xong ấy nhở? Vâng. Hôm nay không cho nó ăn cỏ à? Không lấy được cỏ ạ. Không lấy được cỏ á? Vâng. À ông đi chăn trâu ở dưới này cô bác này. À đi xuống đây xem ông chăn trâu đi, xử ơi. Đi ông chăn trâu thế nào? Ông thì chưa có biết là cháu Lực với em xử là vừa mua thêm gà lên đâu. Tớ vai này gì? Một mái to, một mái dài. Ôi, đi đường, ông đi đường nào vào ấy? Đường dưới kìa. Đường dưới kìa? À đây này. Ông thì ở nhà vẫn rất là chịu khó luôn cô bác ạ. Mai tớ vai đưa vào gì? Hả? Tớ vai đưa á? Thế bây giờ thì trời đang mưa phùn này, ông vẫn còn phải ngồi ở đây chân trâu này cô bác này. Phải nói là ông là một cái người mà rất là chịu khó luôn. Xác để hòn khâu luôn chứ nổ. Đấn đến thì em đèn nổ. Đây vừa rồi cháu Lực bảo với ông là sắp được gạt rồi đấy.
Bà đây, dê hai tóc bảy ở lan ta, sửa tư vã hợ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực bảo với ông, bảo là ông cứ đi về đi, để là em sửa ở đây chăn trâu cho. Bây giờ thì cũng đang là mưa phùn rồi, sợ là mưa xuống thì ông sẽ bị ốm. Trong thời gian tới thì làm nhà của em sửa ấy thì khá là nhiều cái công việc đấy. Bà lan ta sửa tư thì chảy mà, tư mà hà tù. Và cháu Lực cũng đã nói với ông rồi, bảo là vừa rồi cháu Lực với em Sử thì vừa đi mua thêm gà về nữa. Ở phần dưới kia thì lúa chín khá là nhiều nhà Sử nhỉ? Vâng. Như nhà Sử thì ở phần bên kia là mặc dù nó chưa có, nó vẫn còn xanh xanh cô bác, nhưng mà cái hạt thóc của nó rất là đầy đặn luôn. Thời tiết thì vừa nắng vừa mưa này. Đây có xanh thì có mặt đấy luôn. Cái này thì sang đến mùa sau thì mới trồng nhỉ? Vâng. Bây giờ phải qua Tết à? Vâng, qua Tết mới trồng ạ. À. Cái này thì sau này thì mình để trồng trồng lắm gì? Trồng cái gì? Để trồng ngô ạ. Để trồng ngô à? Vẫn tiếp tục trồng ngô à? Vâng. Ồ. Như nhà như xử thì ở chỗ này thì có mạng không? Quanh chỗ này ấy? Có ạ. Ở đây thì có mạng à? Vâng. Nhưng mà nếu mà vào trong nhà kia là không có mạng luôn? Không ạ. Trong kia thì có vẻ là nó bị thấp hơn đấy cô bác, hay là nó bị u hơn hay sao ấy, thành ra là nó không có được mạng. Gọi là chỉ ở khu này, nhà chú thì có không? Nhà chú có ạ. Nhà chú có à? Vâng. Ui, gọi là mỗi nhà sửa là không có đúng không? Vâng. Từ lúc mua điện thoại về thì mới biết là không có mạng à? Vâng. Bây giờ thì chắc là phải chăn trâu đến chiều luôn mà. Vâng. Mưa, cái kiểu thời tiết mưa này thì sẽ hay xuất hiện cầu vồng này cô bác này. Có vẻ là ở nhà Sử, nếu mà ở chỗ này cô bác, cái chỗ nền nhà của nhà em Sử cô bác, nếu mà làm xong rồi chặt mấy cái cây tre, mấy cái cây kia đi thì sẽ có vẻ là nhìn trong kia rất là thoáng này. Cũng có nhiều bác có nói với cháu Lực là cái chỗ nền nhà của nhà em Sử đấy, để mà nếu mà xem cái phong thủy đấy thì nó rất là đẹp. Đấy, nó gọi là nằm ở trên cái miệng rồng rồi đấy cô bác. Cháu Lực đọc comment thì mới biết là các cô bác nói như thế với cháu Lực, thì cháu Lực mới biết thôi. Và thứ hai thì cái nền nhà của em Sử thì vào đằng sau thì nó có thể nói là có một cái đỉnh núi mà nó che chở cái phần đằng sau rồi. Cả còn cái phần mà cửa chính bên ngoài thì có thể là đón tất cả những cái điều mà tốt lành tới cho các em. Như các bác có nói với cháu Lực là làm cái nhà ở trên cái chỗ mà phần đất đấy thì sau này em Sử với em Hải thì sẽ gọi là làm ăn mà nó phát đạt đấy cô bác, gọi là làm ăn mọi điều nó cũng thuận buồm xuôi gió ấy cô bác ạ. Như Sử thì Hải có đọc những cái bình luận ở trên bình luận cho nghe không? Có ạ. Mẹ, đây Sử đứng đây xem ai cao hơn. Anh cao hơn ạ. Thôi. Anh thì cao hơn một chút thôi. Vậy. Nhưng mà Sử thì có vẻ là thịt nó đã, thịt là đầy đặn hơn cháu Lực nhiều này. Cháu Lực thì có vẻ, cháu Sử thì có vẻ là vận động cái chân tay khá là nhiều cơ bác. Từ nhỏ thì đi lên trên rừng này, đi lấy được những cái bó củi về bán này, xong là đi lấy được những cái tổ ong mật về bán này. Như nếu mà Sử cũng hay đi là đi ở trên tít như này đi à? Vâng. Như cái tổ ong khoái này thì nếu mà nó ở trên cái, nó ở tầm cái tảng cái vách đá kìa. Vâng. Người cũng rất là cao, rất là nguy hiểm đấy nhờ. Vâng. Nếu mà cái tổ mà nó tổ to đấy thì chắc là chưa có ai đi khai thác rồi nhỉ? Vâng. Ở đây mình chỉ khai thác những cái tổ mà nó gọi là tổ dễ dàng của nó thôi đúng không? Vâng. Đấy. Cái tổ ong khoái em Sử đi khai thác về cô bác. Đấy, như là mật ong khoái rừng này thì nó sẽ có cái công dụng là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp giấc ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp này, giảm ốm, nghén cho bà bầu này. Cái mật ong khoái này thì công dụng nó sẽ rất là tốt cô bác. Mật ong rừng thì nó cũng có một cái công dụng riêng, và mật ong khoái thì nó cũng có một cái công dụng riêng. Và thời gian tới thì nếu mà có cái bộ hoa bạc hà ấy, thì cháu Lực sẽ mở cái gian hàng thiện nguyện của mình, là nếu mà bán được một cái đơn hàng nào đấy rồi cháu Lực sẽ trích ra một cái phần trăm, và để sau này gây dựng lại một cái quý để cháu Lực thực hiện một cái gọi là cái ấp ủ mà cháu Lực phải nói là từ rất là lâu rồi. Sau khi cháu Lực
bước vào cái con đường thiện nguyện này thì cháu Lực đã đặt cái mục tiêu ra, và sau này mình bán được những cái đặc sản ở trên vùng cao thì sẽ trích ra một ít phần trăm còn lại để lúc nào mà gần đủ đến cái khoảng cái phần kinh phí ấy rồi thì cháu Lực sẽ nói cái dự án mà cháu Lực ấp ủ từ rất là lâu ra để thực hiện cho cái quê hương của mình, nó là cái dự án gì cô bác nhá. Và rất là mong trong thời gian tới cháu Lực mở cái gian hàng thiện nguyện của mình ra thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho cháu Lực, cũng như là những cái mặt hàng mà em xử nhờ cháu Lực để bán cho, như cái phần mật ong hôm nọ cháu Lực em xử có thu hoạch đi khai thác về cô bác, thì có thể là lúc mà vắt ra em ấy có thể là vắt nó không có được đúng cái bài bản và đúng cái kỹ thuật đấy, thì nó bị một chút vụn đen đen này cô bác này. Vụn đen đấy là nó là bị, nó là ở phần cái tảng đen nó đúng không? Vâng. Đấy, cái phần cái tảng đen nó nhìn trông nó như kiểu là cái cho này cô bác này, nhưng mà cái đấy thì cũng không có mà về vấn đề gì đâu các bác nhá. Mật ong đấy thì chính tay em xử vắt ra thì nó mới có được như thế cô bác ạ. Thì lần sau cháu Lực sẽ cùng các em đi khai thác thì sẽ mang những dụng cụ mà cái lưới, cái lọc này mang đi lọc để cho nó được kỹ hơn, để cho nó sạch sẽ hơn cô bác nhá. Như cháu đi sắp đẻ chưa sử? Chưa. Chưa à? Vâng. Thời gian tới thì mới đẻ à? Vâng. Như hôm nọ thì ở trên cái chỗ mà đào nền của em ấy thì là mấy người ra hộ nhỉ? Tính nhá. Có bạn em là có mấy người nhỉ? 4 người sao nhỉ? Vâng. Bạn em là 4 người. Xong là có một cô, một bác điệu con nữa này. Vâng. Là 5 người. Còn một người là ai nhỉ? Một người nó là ai nhỉ? Giật chì đúng không? Tính giờ thay thì cái vấn đề đấy thì tí anh em mình sẽ tính sau nhá. À. Bây giờ thì cứ chăn trâu, ôi con trâu này nó không đi ăn cỏ đấy. Này là phải trong một tí cô bác, một tí là đi ăn cái cây đố của nhà người ta ở bên kia thì thành ra là mình phải đền đấy nhở. Đấy. Nếu mà hôm qua mà đi lấy được cỏ về thì không có phải là đi chăn trâu đấy nhở? Vâng. Mấy nữa mà gặt xong hết thì mấy chăn trâu mấy ấy nhở, mới vui nhở? Vâng. Trước hồi nhỏ anh ở nhà anh đi học về, xong là đến cái mùa gặt này đi chăn trâu ấy thì cũng thường là cái rơm mình gom lại ấy. Vâng. Xong mang đi đốt để đi tìm chuột ấy. Ui. trẻ con này, gọi là đợt trẻ con đấy cô bác. Ở trên vùng cao thì có phải nói là rất là nhiều tuổi thơ không có những cái món đồ chơi gì chơi cả. Nói là bây giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian nói là trẻ con ở trên vùng cao ấy cô bác sinh ra rất là thiệt thòi. Từ lúc nhỏ thì gia đình là không có đủ điều kiện để mà mua những cái món đồ mà đẹp cho cả. Chỉ là đi ra ngoài, bố mẹ đi ra ngoài làm xong là mua được những thực phẩm về cho gia đình ăn, gọi là ăn no là đủ gọi là đủ hạnh phúc và đủ là may mắn lắm rồi cô bác ạ. Hay như xử thì sau này làm nhà xong thì anh sẽ định ra một cái hướng để em phát triển cái hướng đấy mà đi theo thôi nhá. Đấy, không có phải là lên trên rừng để mà đi chặt củi nữa. Vâng. Chặt củi nhưng mà mình đi chỉ mình đi lấy cái củi ở rừng nhà mình thôi. Vâng. Đấy, mang về xong là mình làm. Vâng. Đấy. Sau này dần dần thì cuộc sống thì cũng ổn định, lỡ đâu sau này trở thành đại gia ở trên này sao nhỉ? Vâng. Biết đại gia gì không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy, đại gia ở trên này, vợ thì từ từ lấy. Vâng. Anh biết là ở trên xung quanh nhà em thì lấy vợ rất là sớm đúng không? Vâng. Đấy, còn riêng em thì đây như anh năm nay anh gần 24 rồi anh cũng đã lấy vợ đâu. Vâng. Tại vì anh là muốn là tập trung làm, anh không muốn vướng mắc cái công việc gì cả. Vâng. Ở đây thì cái điều lớn nhất mà anh muốn thực hiện đấy chỉ là đi làm và có một chút đồng tiền ra để lo cho bố mẹ anh về sau này nữa thôi. Vâng. Là anh đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Vâng.
Còn vợ thì cứ từ từ nhá. Vâng. Đấy, sau này thì đi lấy vợ rồi thì anh đi đón dâu cùng. Vâng. Lúc nào mà lớn lên rồi, đủ cảm thấy là mình đã có một chút kinh tế rồi, lấy vợ về thì mới chăm được vợ nhá. Vâng. Chăm được vợ xong này sinh ra con thì mới có tiền để mua con uống sữa. Vâng. Đấy, như xử đi làm gì mà hồi nhỏ làm gì mà gọi là biết uống sữa ngoài đúng không? Vâng. Hay biết những cái hộp sữa bây giờ chưa? Vâng. Đấy, như kiểu sữa như Hải thì phải nói là cô bác ạ, mẹ bỏ đi từ lúc 6 tháng, còn gọi là vừa mới kịp cai sữa mẹ thôi, mà còn chưa có đủ nếu mà để mà uống sữa mẹ thì phải gọi là một thời gian nữa. Nhưng mà do là mẹ cũng đã bỏ đi rồi, thành ra là mẹ bỏ đi, vứt bỏ em Sử và em Hải lại và rời bỏ đi. Thì ông tự lo liệu mọi thứ. Bây giờ thì ông, nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt của ông thì có vẻ là ông uế Sử ơi. Nhìn vào cái khuôn mặt của ông có bác, ông nhìn hiền và nhìn vào trong cái nụ cười của ông thì có vẻ như cái sức khỏe của ông thì có vẻ là khá là ok đấy cô bác. Bên kia thì có phải của nhà em đâu nhỉ? Không ạ. Stop. Stay. Stay. Còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở video sau ạ. Xin chào cô bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.